Trường Giang đến nhà thờ tổ say xỉn làm đổ cục đèn, còn Nhã Phương mặc bộ đồ này vào cúng ai cũng giật mình. Nhã Phương công khai tình cảm với Trường Giang đã được một thời gian khá lâu và fan của cả hai đang rất nóng lòng chờ đến ngày cả hai tổ chức đám cưới. Vì nổi tiếng nên cặp đôi rất bận bịu chạy show, tuy nhiên vẫn dành thời gian chăm sóc cho bản thân và gia đình. Dù bận rộn nhưng Trường Giang thường xuyên đến nhà thờ tổ của danh hài Hoài Linh để thắp nhang, còn Nhã Phương thì hoàn toàn ngược lại. Từ trước đến nay, dường như chưa có một bức ảnh nào Nhã Phương đi lễ chùa hay cúng tổ được chia sẻ. Chính vì thế nên nếu bạn gái Trường Giang xuất hiện ở những chốn trang nghiêm như thế này thì nhìn sẽ như thế nào là câu hỏi mà chắc chắn khiến nhiều người quan tâm. Không để khán giả phải tò mò tưởng tượng nữa, mới đây những bức ảnh đi cúng tổ của Nhã Phương đã được tiết lộ. Cô nàng mặc quần jean bó sát kết hợp với áo phông hết sức giản dị. Mái tóc được bạn gái Trường Giang thả ngang vai, gương mặt thể hiện rõ sự trang nghiêm, khiến Nhã Phương đã được yêu mến sẵn, giờ lại càng ghi điểm hơn trong lòng người hâm mộ. Nhìn bộ trang phục này khá khác so với phong cách bánh bèo điệu đà thước tha mà Nhã Phương hay mặc. Bạn gái Trường Giang ăn mặc phù hợp với chốn trang nghiêm, mặc dù bình thường vẫn thích hở hang một chút và khá bánh bèo. Nhã Phương mới lộ ảnh đến lần đầu, còn Trường Giang thì xuất hiện ở đây rất nhiều lần. Có lần Dương Triệu Vũ còn quay cảnh Trường Giang xịn quắc cần câu, vừa hát vừa đi liêu xiêu làm đổ cả cột đèn. Giống Nhã Phương, Trường Giang cũng mặc rất giản dị. Tuy vậy cũng vẫn rất trang nghiêm, không hề xuề xòa. Có lần Trường Giang còn mặc áo dài rất hoành tráng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!